Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với cái live stream tiếp theo tại trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải. Thì hiện tại là mình đang có mặt với một vị khách hàng rất là xinh đẹp. Thì hôm nay mình sẽ cùng với cô bé khách hàng này chia sẻ với mọi người về cái phương pháp nâng ngực cũng như là tâm sự chia sẻ với các chị em về cái dịch vụ làm đẹp nâng ngực này. Thì khách hàng này làm combo hai món mũi và ngực nha cả nhà. Thì bây giờ là mình chỉ là trò chuyện với khách hàng thôi một chút xíu, chúng ta cùng xem sơ với dáng ngực thôi nha. Xin chào em. Dạ, em có thể cho anh được biết là mình đã nâng ngực được bao nhiêu ngày không? Dạ, được 5 ngày. 5 ngày đúng không em? Thì trong cái quá trình làm á, có một bạn hỏi là có đau nhức hay là có khó chịu gì, mình có biết trong cái quá trình làm mình biết gì không? Dạ, không, trình làm gì không. Nhưng mà sau khi làm thì nó cảm thấy thế nào? Mình chia sẻ thật vậy. Sau khi làm thì cái ngày đầu tiên thì hơi đau ạ. Sau đó thì có thể là khi làm. Đúng rồi, sau ngày thay băng đúng không? Đó, thì đây là một cái tình trạng chung của tất cả các chị em phụ nữ khi mà đến nâng ngực bên trung tâm bên mình nha. Thì ngày đầu thì hơi tức tức một chút xíu do là đặt vật thể lạ cũng như là cái túi ngực vô cơ thể mình. Thì cái này là một cái phản ứng hoàn toàn tự nhiên thôi. Nhưng mà sau khi sáng hôm sau là bên trung tâm đến là thay băng cho em thì em có thể là đi đứng và đi về bình thường ha. Không có đau như cả nhà nghỉ đúng không em? Thì trước đây trước khi mà em làm thì em cũng có tìm hiểu cũng như là mọi người đồn đoán là làm thì rất là đau đúng không em? Nhưng mà sau khi này thì đánh tâm lý như là quyết định là mạnh dạn hơn đúng không? Là mình đã quyết định nâng ngực. Thì bé này nâng ngực là với là cái phông ngực là nano chip ergonomic siêu mềm, túi tốt nhất bên trung tâm. Là em có thể cho mọi người biết là với cái size là bao nhiêu vậy? Em đang 360cc là mình đồng size luôn đúng không? Thì cô bé này là không như những khách hàng khác thì may mắn sở hữu cho mình một cái khuôn ngực rất là đầy đặn cũng như là không có bị một bên to một bên nhỏ, cho nên là khi đến với trung tâm thì bác sĩ đã tư vấn cho em đặt đồng size là 360cc. Thì đây là cái kết quả sau 5 ngày rất là đẹp, thì mọi người tự cảm nhận cái hai cái khuôn ngực rất là đều luôn. Ngực đẹp quá bác ạ, bác cảm ơn em rất là nhiều. Thì em cho anh hỏi là cuộc sống của mình trước khi mà nâng ngực thì nó như thế nào? Em đã có gia đình chưa? Chưa có gia đình đúng không? Đây, chưa có gia đình thì ngực mình trước đây nó chỉ bé thôi đúng không? Thì em có thể tâm sự với mọi người là cái trở ngại cũng như là cái khó khăn gì lúc mà chưa nâng ngực không? Chưa nâng ngực thì mặc đồ đi cái nọ thì đi mua đồ này kia nọ. Đâu có mặc được những cái này như thế này đúng không em? Đó, thì cả nhà có thể thấy là đây là một cái tình trạng chung của tất cả những chị em. Thì ngực bé thì không có mặc được những cái đầm ôm body như thế này. Là phụ nữ mà cả nhà đẹp nhất là khi mặc những bộ đồ như thế này đúng không em? Đó, thì còn không tự tin trong giao tiếp chứ mọi người cũng như là trước mấy anh nữa đúng không? Đây, thì cái này bé rất là dễ thương luôn. Phải chia sẻ thật là gặp khó khăn trong cái vấn đề mà mặc đồ cũng như là giao tiếp với mọi người. Thì hôm nay là với 5 ngày quyết định thay đổi thì em cho anh đi cảm giác ngay bây giờ. Dạ, em rất là thích tạo, rất là hài lòng. Rất là vui luôn đúng không? Thì bây giờ có một cái bầu ngực có thể nói là anh thật sự mình chia sẻ là cái ngực của em rất là đẹp luôn. Đó, thì nói thôi nhưng mà mọi người tự cảm nhận thì mọi người thấy, mình không có nói nhiều. Đó, thì mọi người có thể thấy là qua hình ảnh thôi nhưng mà đã rất là đẹp rồi. Đó, thì cái này anh cũng xin là chúc mừng em ha. Rồi, thì em cho anh hỏi là em đã theo dõi trung tâm bên anh được bao lâu rồi em? Dạ, một năm mấy rồi. Một năm mấy rồi mình mới quyết định là vượt qua cái sự mà mọi người đồn đó là đau đó, mình đã quyết định rồi ha. Rồi, thì mọi người ơi, mọi người có câu hỏi nào thắc mắc cứ comment vào đây nha. Mình sẽ tư vấn trực tiếp tại cái live stream này, hoặc có thể inbox vào trang fanpage và Facebook để được tư vấn và đặt lịch. Thì mình sẽ kết thúc cái live stream tại đây để cho bé khách hàng này còn vệ sinh và thay băng nữa. Thì đại diện của trung tâm thì anh Nam chúc em là có nhiều sức khỏe nè, để mà hai ngày nữa chuẩn bị các chỉ và đón một cái cuộc sống mới, một cái cuộc sống mà có thể nói là tốt hơn, nó cái ngoại hình nó xinh đẹp hơn, nó em tự tin hơn ha. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Đặc biệt là cái mũi nữa đúng không, mũi và mí mắt nữa. Mí hôm nay được 5 ngày các chỉ rồi. Đây cả nhà có thể là mí và mũi nha cả nhà. Đây, rất là đẹp. Thì anh cũng cảm ơn em đã dành một chút thời gian tâm sự chia sẻ cho trung tâm cũng như là cho tất cả các chị em phụ nữ đang xem mọi người. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Xin chào cả nhà nha. Bấm giùm em.